rồi à, mấy má nó cứ lên nói gì nè, trời ơi con đèn tủ nó thấy gì vậy trời, nói tôi á, tôi livestream á, tủn của Thang Thang mà thấy toàn đang lên đi nước ngoài không gì hả? Ờ đây bữa nào tôi mới đi đâu nè, mới đi đâu nè, mới đi đó là Philippines. Ờ rồi Thang thấy ghê. Ê sắp tới tôi dắt bà đi. Đi đâu? Đi Thái chi má chuyển giới là mình cắt đúng không, mình cắt bỏ mình không đi lầm nhau. Bây giờ các bây giờ gắn một cái là xưa rồi, tôi phải chơi một cặp. Một cặp ở dưới là bốn cái ở trên. Ôi, chơi dữ vậy bà nội. Phải gấp đôi người ta. Trời ơi. Người ta có con gái bình thường là khác. Ừ. Còn mình con trai bình thường là khác. Vậy con trai mà chuyển qua con gái là nó quá bình thường. Quá bình thường. Con trai mà chuyển qua con gái mà nó phải lạ hơn con gái. Vậy là nó phải dưới phải hai cái trên phải bốn cái. Chơi gì lạ vậy? Nó chơi gì hết đẩy vậy? Chơi gì kỳ vậy bà nội? Nó phải lạ hơn nào. Nghe nó hết hồn. À lúc đó biết sao không? À, tụi nó là đến ăn mà Thi cũng chưa nói được chuyện nữa. Lúc đó tại vì cũng mới ra bán cho nên gặp cũng chưa thân thiện cho lắm. Nhưng sau này lâu quá rồi mới đầu. Bây giờ cũng không có thăng luôn mấy má. Thấy mấy cái kịch bản. Thề luôn, bây giờ cũng không có thăng luôn. Vậy hả? Thân chứ thân. Bây giờ mình muốn thăng nha là mình phải mượn tiền nhau mới thăng. Bây giờ cho em mượn một số vốn gì quên làm ăn lúc đó mình thăng nhau cực kỳ. Rồi cho em mượn. Sống trên đời là bây giờ là tiền bạc mới thăng má, không có tiền không thăng má. Đúng rồi, không có tiền không thăng. Không có tiền không thăng. Đó, nhà ấy ở tiền ai nấy xài đó, phải có tiền mới thăng phải không em? Có tiền mới thăng. Có tiền mới vui. Đó. Mà thật ra bữa nay biết sao không? Bữa nay á Thí Liễu á đến quán nhà Thi cũng rất là vui, nhưng mà bữa nay có một cái sự phấn khởi á, tươi tắn á, khi gặp được tụi biết sao không? Ai cũng nói vậy nè, tôi với bà trở nên giống như chị em. Ờ mà có phải không? Sao mà giống được? Mẹ này sửa banh chành tôi tự nhiên mà kêu giống. Vậy hả? Trời ơi. Không giống người nào hết trơn á. Ai cũng nói giống hết trơn á. Rồi má này má đẹp hơn tôi. Đó, tôi xấu hơn mẹ. Chị đẹp hơn. Vậy hả? Ừ. Không, bà phải đẹp hơn chứ bà đẹp chị tự nhiên. Chị đẹp hơn. Ai cũng nói vậy nè. Má này nè, chân diện dữ lắm. Ngày nào cũng diện hết trơn á. Trang điểm, làm tóc. Đó, bán trái cây mà phải mở nhạc nhảy. Tính ra hiện tại tới bây giờ là trong cái danh sách đồ của em là 400 cái đầm. 400 cái đầm. 400 cái đầm là chưa tính bà ba rồi mà nó hơn 300 bộ nữa. 300 bộ. Một đồ bộ chứ không phải 200-300 nữa. 200-300 luôn. Là vậy mấy là mấy sụp sao á. Mà đồ đó đồ mình mua hả? Có người tài trợ không? À, đồ mình mua. Mình mua luôn. Có người cho tặng. Ê, bữa nào tôi tặng cho 20 cái đầm. Tại vì Thi có 1.500 bộ cho nên Thi sẽ rút ra 20 cái để cho bả mặc. Biết sao không? Bữa nào bả chuẩn bị tặng là tặng đầm lầy hay đầm gì hả? Đầm lầy hay đầm bùng? Không, tặng cái đầm của tôi bán gỏi đó. Rồi để sao để cho bà về mở quán bán gỏi giống nhau luôn. Nghe nói bà tính mở cái quán bán gỏi phải không? Là bây giờ là bán gỏi thôi mà đầm mặc đầm vậy đó hả? Hả? Bán gỏi là phải mặc đầm trang điểm cho đầm. Đầm nó đủ sao? Đầm gì hả? Gầu dữ lắm trời. Gầu gì mẹ? Nói chung là kinh tế làm có được mẹ vậy. Làm không được gì hết trơn hả? Ừ. Rồi có mua bán trái cây, mua bán này nọ được tháng không? Vừa rồi sắm được có 2 chỉ chứ nhiêu. Vậy hả? Có 2 chỉ à? Đáng đi, tháng trước sắm được tới 1 cây lặn. Vậy hả? Tháng vừa rồi bị lậm quá. Ê giờ vàng lên giá đó má. Là nhập đó, rồi, lên giá quá. Rồi vàng mà sắm mà mọi lần nó đem đi bán chưa? Với lại mà nhậu nhiều quá cái bị lậm vô. Sao vậy? Nhậu mà sao đi lậm? Nhậu chỉ lấy tiền thôi chứ không lẽ lấy vàng đi đổi tiền nhậu. Ủa chứ nhậu má không đưa tiền cho ta chứ má nhậu má. Nhậu tù à hả? Vậy là đi nhậu lúc nào cũng lấy tiền mình đưa cho người ta hết chứ không phải là dẫn mấy hàng kế bên trả cho hả? Trả cho má, mà lại như má má thiên hạ, mẹ thiên nhiên. Bà cố nội vũ trụ cho có cõi ta bà này, bà là nhất rồi. Tôi là đi nhậu chùa. Vậy hả? Tôi thích vậy nè, đi kêu người ta nhậu xong rồi bắt đầu cái kiểu như là kêu người ta, kiểu như là người ta kêu mình lại vậy đó. Rồi nhậu. Nói chứ nhậu đi về. Gầu như lắm trời. Gầu sao? Không có nhiêu, không có tiền bạc gì chưa. Vậy hả? Không có tiền bữa nay về hả? Tôi cho tiền. Rồi, coi ra là vui vẻ nha, về nha. Sao vậy mẹ, sao về vậy? Về sớm. Chưa nói gì hết trơn, về sớm làm gì? Ê, vậy, đòi đi góp tiền ngồi hả gì vậy mà đi sớm? Không có, ý là mấy là bây giờ có nhiều chuyện. À. Công việc đang đi nhà trời. Vậy hả? Ừ. Rồi có góp hội sách này nọ không? Lô bu dữ lắm. Bao lô này nọ không? Lô bu dữ lắm trời. Lô bu luôn hả? Lý sao không? Nhà còn mấy bầy heo chưa cho ăn nữa. Bây giờ phải về. Sao vậy? Sao dắt chồng bỏ đi mà là nuôi heo mà không cho chồng nuôi? Con quỷ nó hả bà nội? Hả? Sao không cho chồng nuôi? À, chồng con gì đâu. Vậy hả? À. Ê, nghe nói biết sao không? Tụi này cũng giỏi lắm nha. Ở nhà bây giờ làm một cái phim trường nè, rồi chuẩn bị mở cái phim trường gì nữa đó. Rồi xong mà nghe nói gì nè, mở cái phim trường mà không phải là cái dạng vừa nha. Chơi một cái là cái miếng đất bự rồi trồng bầu rồi trồng mớp rồi trồng dưa leo luôn. À, thật ra vậy nè, bữa nay Tuấn, bữa nay lâu lắm mà hai đứa mình gặp nhau. Ừ. Nhưng mà bây giờ kiểu như là món ăn nãy giờ Tuấn ăn có thấy đường không vậy? Nói chung là ok. Ok không? Ừ, okay. Ê, bây giờ với hồi xưa cái nào ngon hơn bà? Bây giờ với hồi xưa bây giờ đỡ hơn. Giờ đỡ hơn phải không? Ngày xưa bà làm cái thiệt ngọt quá. Ngọt quá, đúng rồi đó. Đúng không? Bây giờ sao? Giờ không, cái này nói thiệt. Đúng rồi, thiệt. Bây giờ đỡ rồi nè. À, lúc đó tôi làm ngọt, đúng rồi đó. Ngọt quá. Tôi qua đây tôi bớt ngọt.
Ở đó đâm hai giá đường, giờ còn có giá đường à. Tôi biết sao nghe nói vậy là người miền Tây đó thích ngọt. Má ơi má, giá gừa rồi đã nửa giá thôi, thôi làm chứ cho nhiều. Bà giặt giá leo thang, bà khỏi bỏ con không ai nói nữa má. Ây dồi, hồi đó biết sao không, cứ nghĩ như này ai về đây cũng thích ăn ngọt. Nhưng mà bà thích ngọt phải không? Nhưng mà có một số khẩu vị nó sẽ khác. Ờ à. Ví dụ một số hai người ở theo số đông. Đúng rồi, theo số đông thôi, chứ đừng có ngờ quá. Tôi qua đây tôi bớt ngọt lại đó. Chứ hồi xưa ngọt như chè luôn, ăn gỏi mà tôi được ăn chè. Ăn chè gỏi. Không, giờ ngon nè. Ê đó, hồi đó bà này bà đi qua, bà ăn lần một luôn, vĩnh viễn Bạch Thu Hà luôn, 4 năm rồi mới gặp lại. 3 năm. Hả? 3 năm rồi. 3 4 năm á. Qua này cái nhà 2 năm mấy rồi. Ba... Cái nhà ở bên kia tôi chưa xây là bà trước đó mới đợi rồi đó. Trời ơi, chị 3 4 năm. Cái nhà này là 2 năm mấy? 4 năm rồi. Đó, là cỡ 3 4 năm đó. Lúc đó cũng lâu lắm rồi. 3 4 năm sao không thay đổi chứ nào vậy? Hả? Sao không thay đổi vậy? Hai đứa mình vẫn nghèo như xưa. Bởi vì mới khổ vậy đó má ơi, giờ bán không đủ đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước luôn. Cũng nhờ anh chị em yêu mến đó, cũng đỡ biết sao không? Người ta coi cái clip của bà người ta tưởng đâu tôi, cho nên người ta yêu mến người ta đi kiếm chỗ nào coi con tụi nó có bán gỏi hay không. Ai về là tôi, lại ăn gỏi tôi cũng nhờ ai bà. Ai cũng nói giống nhau chứ. Vậy hả? Không giống đường nào. À mà giống thiệt, giống cặp mắt. Vậy hả? Cái lỗ mũi, cái miệng. Vậy bữa nào bà đâm gỏi thử đi cho người ta tưởng tôi là bà. Rồi. Đi kiếm bà tới nhà. À cái này là ti phải không? Ờ. Rồi. Ngày mai tôi sẽ đặt là ti. Gọi đủ ti. Chấn động gì mẹ. Ừ. Mở cái bên luôn đi nè, chuẩn bị trả nhà đó. Ừ. Qua đây mở cái bên ai đứa mình chơi. Còn thôi là em đây ok. Ừ. Thì à, hai chị em gọi đủ là quận 6 có ti, à, Tiền Giang có Cương Thi. Cương Thi? Ừ. Bà chơi Cương Thi. Lại cái mặt trắng bệch đi đâm gọi đủ má. À. Cương Thi là ma hả? Ủa tôi chưa coi phim ma. Có coi phim ma Cương Thi không? Chưa. Nghe nói thôi, bà coi rồi hả? Bởi vì ngày nào bà cũng lấy cái kem trộn bà thoa cái mặt bà trắng bóc á. Là bà diễn cái đó đâu không hả? Trời ơi. Ê mà cái đó là dôi hay là kem vậy? Cái gì? Kem tự sản xuất. Kem gì mà kem của tôi sản xuất đó. Vậy hả? Ừ. Coi giống như bê lăn tường với mẹ. Bây giờ chơi cái lu rồi không còn có ngủ nữa. Chơi cái lu luôn hả? Bên lớn nè. Thôi bữa nay cũng vui quá à. Bây giờ sẵn tiện á, có tuổi bữa nay ngày hôm nay đã đến ăn gỏi cũng đã quen thuộc rồi. Bữa nay có cơm cháy nè tuổi. Tôi thấy bà tuổi này bà cũng bán nhiều lắm, bà bán mấy cái bịch bánh á. Mấy cái bịch bánh nhỏ nhỏ đó. Rồi bán có ai ăn không má, hay là bán mỗi ngày bà ăn không vậy? Không, bà bán mình ăn không hết trong đủ ăn luôn. Vậy hả? Ừ. Nè bữa nay ăn cơm cháy thử đi. Cơm cháy. Nè anh. Đây nè. Cái tình yêu. Biết sao không? Tại chút nữa mà có về á, tôi gửi cho mấy con mẹ mà chơi với bà đó. Con mẹ gì ta? Cái bà gì, bà Năm hả? Cái gì mà anh hay live stream? Ờ. Cũng vui đó, gửi vài bịch. Nhưng mà gặp tuổi thì cũng rất là vui đến ngày hôm nay. Thật ra là cũng mong một là cái hiện tượng mạng mà nhiều tất cả anh chị em yêu mến, tất cả các nơi, các tỉnh yêu mến tuổi những tập phim hay hay. Thì nói chung ra coi cũng giải stress khi mình làm việc mệt mỏi. Với lại một cái nữa kiểu như là mình buồn rầu gia đình hay là mình thiếu nợ người ta này nọ đó. Hoặc là mình muốn quýnh bài thu quýnh đề coi có chết luôn. À, coi chết bà thêm. Đỡ. Coi bà đỡ. Chết thêm. Đúng rồi. Coi là chết thêm. Đúng rồi. Coi của tuổi cũng vui. À, là rảnh rỗi coi của Thi cũng vui. Nói chung ra mỗi người có mỗi cái công việc làm để phục vụ tất cả anh chị em mình vui vẻ trên mạng xã hội này nọ. Lâu lâu gặp một lần chứ ít có thời gian lắm. Với lại bạn bè mình ở trên mạng vậy. Nhưng mà nhiều khi ít có thời gian là mình gặp nhau á. Cho nên khi mà gặp nhau thì mình có một cách nói chuyện vui riêng. Đó cũng rất là vui, bữa nay cảm ơn Tuấn. Còn khi tất cả anh chị em yêu mến thì có thể đến quán Thi ở địa chỉ 546 An Dương Vương, phường 10, quận 6. Quán Thi hoạt động vào lúc 12 giờ trưa. Còn Tuấn thì... Cái ông quay camera là ai vậy? Cái ông camera hả? Ông camera là chưa có người yêu bà. Bà tính sao? Bà tính được không? Thời của chế. Yeah. Vậy hả? Là... Tắt máy quay giùm chị đem. Thank you so much, ok. Và sau đây cũng cảm ơn Tuấn nha. Chúc Tuấn bữa nay là tặng cho Tuấn ba bịch này về ăn vui vẻ nha. Đó, cảm ơn Tuấn rất nhiều. Ê, lấy bọc đựng cho... Tuấn đi, cảm ơn nha, vui vẻ nha. Lần đầu tiên đến quán con phải không? Nhưng mà cho hỏi tất cả các món ăn cô nãy giờ là cô thấy món nào mà ngon nhất? Gỏi. Gỏi. Vậy nãy giờ có ăn gỏi không? Có. Rồi trứng gà ngon không cô? Vậy con cũng cảm ơn cô rất là nhiều đã đến ủng hộ nha. Nếu có gì góp ý con, cảm ơn cô. Nếu ăn không hết đóng hộp đem về. Thì quay qua ngày hôm nay thì tất cả anh chị em đã đến ủng hộ thì cũng đông đúc vào buổi tối. Buổi trưa quá trời nóng, cho nên Thi không có được đi ra đây quay phim để phục vụ tất cả anh chị em mình. Ăn rồi hả? Em có ngại lên chương trình không? Không sao, phải không? À, mọi người đến từ đâu vậy? Cảm ơn nha. Cho hỏi tí xíu nè. Mọi người có biết đang có 10 phút rồi mà tới 3.000 người. Mọi người có biết cho hỏi tí xíu nha. Người đang đứng gần tôi nè, có biết không? Không biết ai luôn má. Có biết không? Không biết luôn. Tại vì nhớ em ở dưới quê mới lên. Chồng chị. Chồng chị
Ba này là Ti Thi, còn em là tên là Cương Thi. Chuẩn bị cưới nhau. Đó. Hả? Mà em thấy được không? Được phải không? Cái thiệp bên cho bá nữa là lễ đính hôn của Cương Thi rồi Ti Thi. Đó, tôi với bà đó chuẩn bị đám cưới. Không mà nhiều khi họ trang điểm á mới thấy quen. Đúng rồi. Bà làm đàn ông không ai quen. Má xù rồi nè. Bữa nay bà phải mặc bà phải mặc đầm cá, đuôi cá, bà kéo dài tượng trước vô lết mắm đem về. Vậy là đặt sau cất cái đầm đuôi cá mà hình con ba khía. Chứ là hai cái rũ mọc hai bên. Rồi. Là hai trái. Hai cái lỗ tai, hai cái trái ớt nữa. Đúng rồi. Là cái đầm trắng động dài đây công viên rất nhiều Phú Lâm. Từ công viên Phú Lâm kéo lại. Đúng rồi. Rồi xong rồi cho công an hốt vô trỏng xong mình ngồi trỏng chơi. Đó, ok, cảm ơn nha, vui vẻ nha. Ok, cảm ơn Tuấn. Thật ra cũng rất là vui luôn được Tuấn đến chơi vui vẻ, ủng hộ. Thân thiết nhau bạn bè 4-5 năm rồi, quay lại cũng giận như thường. Anh này dễ cưng quá à. Dễ cưng quá trời vậy đó. Dễ cưng quá. Em đi chung phải không? Dạ. Nhưng mà em ăn rồi chưa? Dạ rồi. Rồi hả? Em năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em 21. 21 tuổi. Dạ. Dễ cưng quá trời luôn rồi. Biết sao không? Thích ghét ghê vậy đó, nhìn thấy thích ghê. Biết sao không? Muốn dẫn đi chơi ghê, muốn dẫn đi chơi dạo vòng vòng á. Bạn vậy hả? Ôi ôi, dễ thương quá à. Nhưng mà hiện tại bữa nay mấy em không có đi học hả? Dạ, đang nghỉ. Nghỉ học. À, rồi rủ nhau đi chơi. Dạ. Nhưng mà lần đầu tiên đến quán thôi. Em tới đây thì lần thứ 3 em tới rồi. Lần thứ 3. Trước em tới là quán cũ. Vậy hả? Quán cũ rồi, nhưng mà qua đây quán mới. Nhưng mà em thưởng thức món gọi cứ vẫn còn khẩu vị y cũ phải không? Dạ, đúng rồi. Em, để info chị nha. Info chị nha, lên YouTube á, nhớ comment xuống nha, nói anh là bữa nè. Dạ. Giờ phải ôm đi làm dấu. Dạ. Đóng dấu con cái. Rồi, rồi, đi cưới chị mời. Hả? Đây là em cho em con. Không, nếu chịu đám cưới luôn. Chứ em mới để lâu. Đúng rồi. Bây giờ đang bán đắt nè, đang có tiền sẵn nè, cưới luôn. Đó, cưới về chị lo. Dạ, dạ, dạ. Sáng chị đâm gội chị lo em hết. Đó, tối sáng em chỉ đi tập gym, tập tạ, đi đá banh, tối em về đâm chị. Hơi dễ thương quá à, nói chuyện vui vẻ nha. Chúc mấy em vui vẻ và ăn ngon miệng nha. Dễ thương quá, cảm ơn em nha, vui vẻ nha. Chương trình ngày sau đây thì gặp được tất cả các bạn dễ thương để lên chương trình Ti Thi thì luôn luôn có những câu chuyện hay hay dễ thương mà góp ý và chia sẻ nhau trong cuộc sống để đỡ đi cái sự áp lực nóng nảy quá, cho nên có những câu chuyện hay hay cười cho sảng khoái lên hoặc là đến quán Ti Thi thưởng thức trà tắc Ti Thi thơm ngon mê ly. Còn gỏi không? Và bây giờ thì vô đâm gỏi nha, mấy anh gáp sắp hàng quá trời đông rồi. Bây giờ thì đi vô, mọi người hãy đợi thi trong giây lát. Anh chị em có thể thưởng thức kem dừa sầu riêng nha. Đây là thi hồi nãy cũng mới ăn nè, giờ ăn nữa. Mọi người biết sao không? Tại vì thời tiết mà nóng quá đó, mình phải ăn những cái đồ lạnh nữa. Thì trao đổi nhau để ăn để có sức để sống. Mà mình không ăn thì mình đâu có sức để sống đâu. Thì cho nên là thi cũng gắng cố gắng. Mà mấy bữa nay nóng quá thì uống nước không nha mọi người, uống nước cực kinh lắm luôn. Mà mọi người thấy cái bụng đi bự không? Bữa nay cái bụng thi xem lép nè. Uống nước không à, không ăn luôn, không ăn cơm được luôn. Uống nước là nhiều. Cho nên cũng rất là vui thì chương trình ngày hôm nay á thì cũng chia sẻ cho tất cả anh chị em mình mỗi ngày và gặp được tất cả các khách hàng cũng luôn luôn phỏng vấn. Hello chào cô nha. Rồi cô coi con ở đâu vậy? YouTube. Rồi mỗi ngày coi, mỗi ngày bên Mỹ. Mà chừng nào về bên Mỹ lại? 14 tay lên máy bay. 14 tay lên máy bay. Đúng rồi, vô coi vui vẻ. Nhưng mà cô có con trai không? Có hai đứa. Có vợ gì chưa? Chưa, thằng 22, thằng 20. Nó bự bự đẹp đẹp không? Anh ơi, nếu mà anh thấy em á, mẹ mẹ anh chịu em làm dâu anh nè. Em về làm dâu anh nha. Em qua Mỹ, em đi làm nail cũng được. Cứ bước em qua Mỹ đi, em đi qua bển. Cảm ơn cô nha. Chúc cô ăn vui vẻ và ngon miệng nha. Cảm ơn nhiều. Thì ngày hôm nay cảm ơn tất cả các quý khách rất là nhiều, luôn luôn quan tâm. Tất cả các quý khách đến từ các nơi, các nước, các tỉnh đến ủng hộ Ti Thi. Dù ở gần ở xa cũng luôn luôn yêu mến xem Ti Thi trên chương trình. Thì đặc biệt quán Ti Thi hoạt động vào lúc 12 giờ trưa cho đến 22 giờ tối. Tại app Gas Food tìm kiếm Ti Thi đủ ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Quán Ti Thi hoạt động 12 giờ trưa. Cảm ơn tất cả anh chị em. Nhớ đăng ký kênh Striker cho Ti Thi nha, để có động lực làm việc phục vụ tất cả anh chị em mỗi ngày trên chương trình. Cảm ơn tất cả anh chị em. Hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào chương trình HTV Ti Thi vào clip ngày mai.